Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một chương trình mới, đó là chương trình InDesign của hãng Adobe. Nhiệm vụ của chương trình này thì nó sẽ là giúp chúng ta giải quyết các cái tài liệu điều tra và hai mặt. Ví dụ như là chúng ta làm về một cuốn sách này, trình bày một cuốn sách này, một cái chuyện này, một quyển tạp chí này, một tờ báo này, một quyển catalog giới thiệu sản phẩm này, vân vân. Cứ là những cái dạng tài liệu in ra mà nó là nhiều trang và in nội dung trên hai mặt thì đấy sẽ là cái nhiệm vụ của InDesign, nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái bài toán đó. Thế thì trước khi mà vào cái nội dung chi tiết thì chúng ta cũng trao đổi thêm một tí lý do tại sao nó lại cần phải có những cái chương trình như thế này, và tại sao chương trình này chúng ta lại học chứ không phải học các chương trình khác. Thì tại vì là khi nói tới cái tài liệu mà với số lượng trang mà nhiều, mọi người sẽ thắc mắc là ồ, Word nó có rồi, tại sao lại phải làm việc với cái này? Mà Word thì nó rất là phổ thông, hầu như ai cũng có thể biết và cũng có thể làm việc với Word ít hay nhiều. Tuy nhiên là nhiệm vụ của hai chương trình này nó hoàn toàn khác nhau. Word thì nó chỉ là một cái chương trình thuộc về văn bản một cái đơn thuần đấy. Tất nhiên là nó cũng sẽ cố gắng bổ sung cho chúng ta những cái khả năng trình bày nhất định nào đó, tuy nhiên nó vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái căn bản, nó chỉ là một cái chương trình xử lý văn bản thôi. Mặc dù là Word thì hỗ trợ làm được nhiều trang, nhưng mà tài liệu của nó là dạng tài liệu kiểu văn phòng, và chúng ta thấy rằng là về mặt nguyên tắc nó in ra là in ở trên những cái tờ giấy rời của A4, và thông thường là chúng ta sẽ thấy là nó soạn thảo và trình bày theo kiểu in bằng mắt. Nó có thể dùng những cái tính năng khác ở trong máy in để nó in thành tài liệu hai mặt, nhưng mà cái việc quản lý rồi thì trình bày một cách sâu hơn thì Word nó cũng sẽ có một cái mức độ giới hạn nào đó. Và trong một trường mực khi mà nó được cung cấp thêm rất là nhiều những cái preset bổ sung, những cái khuôn mẫu, những cái template bổ sung, thì cái việc mà tùy biến nó cũng rất là khó khăn. Đấy, chúng ta có thể là trình bày trông cũng rất chuyên nghiệp, nhưng mà do cái vấn đề là sử dụng những template có sẵn thôi, chứ còn phá cách ra hoặc là trình bày nó mang tính chất tùy biến cao thì Word nó không giải quyết nổi cái vấn đề đó. Thế thì đấy là lý do tại sao cần phải có những cái chương trình layout mà nó chuyên nghiệp hơn là Word. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta giải thích về cái vấn đề là Word và các cái chương trình layout khác thì chúng ta cũng sẽ lại phải giới thiệu một chút nữa là thế thì trên thị trường nó có những cái chương trình nào mà liên quan tới cái nhiệm vụ này, và tại sao chúng ta lại chọn để giới thiệu với nhau về InDesign chứ không phải là các chương trình khác. Thì cũng cần có một chút cái lịch sử chúng ta nhìn nhận lại để hiểu được lý do tại sao mà chúng ta lại chọn cái này. Thì nếu như mà các bạn quan tâm một chút đến vấn đề in ấn xuất bản thì các bạn cũng biết là trước đây thì việc in ấn xuất bản nó mặc dù có máy móc, nhưng mà đấy là cái máy móc ở nhà in thôi, còn việc trình bày thì nó hết sức là thủ công, mọi thứ đều làm trên giấy, và người ta sẽ phát thảo ra là một cái tờ được in ra nó sẽ như thế nào. Đấy, họ sẽ vẽ ra, họ sẽ làm ra những cái phát thảo đại loại như thế này. Ví dụ như là họ sẽ làm ra những cái trang phát thảo một cái tờ báo chẳng hạn, thì nó sẽ được làm bao nhiêu cột, sau đó thì họ vẽ ra, ví dụ một cái ảnh nó nằm ở đâu, nó to tầng nào, thì họ sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật có hình chéo như thế này. Đấy, rồi một cái tiêu đề báo nó nằm ở đâu thì họ sẽ vẽ ra và họ tô nó lên một cái màu nào đấy, mặc định là đây một cái ô xám xám như thế này, được tô xám xám như thế này thì đấy sẽ là tiêu đề. Thế còn lại thì những cái chữ nghĩa thì sẽ được định danh bằng những cái cột cũng đại loại như thế này. Thế và sau đấy thì xuống nhà in thì người ta sẽ làm cái gì với những cái giống như là phát thảo trên giấy như thế này, thì người ta sẽ chuyển cái nội dung bài được gõ
thời đấy thì chưa có máy tính đúng không, thì người ta sẽ phải đánh máy, đánh máy và chuyển xuống nhà in cái nội dung đó, và sau đó thì thợ sắp chữ sẽ làm việc. Các bạn biết là bảng chữ cái chúng ta dùng là hai mươi mấy cái chữ cái đó, rồi còn dấu má các thứ nữa, và để mà có được một cái chữ cho chúng ta đọc ở trên một cái bảng thiết kế trên một cái tờ để in ra như thế, thì thợ sắp chữ sẽ phải sắp từng con chữ để thành các từ, rồi thành các dòng, thành cả bài, và họ phải sắp từng cái ký tự chữ cái được đúc ở trên đế chì vào trong một cái bảng sao theo đúng cái nội dung mà đã được đánh máy gửi xuống đấy. Và chữ thì lại rất là vất vả, là sắp là phải sắp chữ ngược thì lúc ấy in ra nó mới xuôi đấy. Thì mọi thứ nó cực kỳ thủ công như thế. Rồi các cái ảnh thì họ cũng lại phải có một cái phương pháp để xử lý để mà có thể in ra được cái ảnh đó. Tất cả là đều làm ở trên bản kém đấy, chữ thì chữ chì, bản in thì là bản in kém. Thế và mọi chuyện thì đều làm thủ công, sắp đặt bằng tay, làm thủ công ở dưới nhà in để lên khuôn một cái bài viết, bài in như thế. Thế thì đến khi mà bắt đầu xuất hiện máy tính thì máy tính bắt đầu can thiệp, bắt đầu chen chân vào các cái lĩnh vực, và xuất bản nó cũng không nằm ngoài cái xu thế đó. Thì bắt đầu có những cái chương trình gọi là giúp người ta có thể là lên được những cái market, lên được những cái thiết kế cho một cái ấn phẩm, bất kể nó ấn phẩm gì. Thế thì ở nước ngoài như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà ở cái môi trường thiết kế in ấn xuất bản ở Việt Nam thì cái chương trình được du nhập đầu tiên vào Việt Nam là chương trình Corel Ventura, và lập tức là nó được đón nhận một cách vô cùng nồng nhiệt. Để đơn giản, nó là một cuộc cách mạng, nó làm cho người ta có thể giải phóng được rất rất nhiều các cái lao động, từ cái người thiết kế để ra một cái layout cho tờ báo, cho tới những cái thợ sắp chữ ở nhà in. Đấy, thì tất cả mọi chuyện thì bây giờ họ không cần phải làm thủ công nữa, tất cả chúng ta sẽ làm ở trên máy, và sau đó thì toàn bộ cái bài viết đó, cái trình bày đó sẽ được in ra phim, rồi ra kẽm thứ để lên máy in, để in ra thành một tờ báo hay là một quyển tạp chí hay bất cứ một cái gì. Bỏ qua được cái công đoạn sắp chữ rất là vất vả và rất là nhiều sai sót, và kể cả vấn đề độc hại. Nghề thợ sắp chữ ở nhà in ngày xưa được xếp vào dạng gọi là nghề nguy hiểm, nghề độc hại, lao động nặng, vì là tiếp xúc với những con chữ bằng chì, nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Đấy. Thì khi mà vào Việt Nam thì gần như là tất cả những cái nơi mà họ làm về xuất bản thì đều đi học rồi cập nhật rồi tất cả mọi thứ để về làm ở trên cái chương trình Corel Ventura đó. Đấy. Mặc dù Ventura thì nó vẫn còn tồn tại rất là nhiều điểm mà nó vẫn chưa được hoàn hảo, nhưng mà nếu so sánh với lại cái chương trình, so sánh với cách làm cũ thủ công gần như là hoàn toàn ở nhà in, thì rõ ràng nó là một trời một vực luôn. Thế nhưng mà cái sự phát triển của các cái chương trình phần mềm dành cho cái thể loại layout xuất bản đó thì nó cũng không chỉ có Ventura. Sau một thời gian Ventura gọi là làm vua ở các cái nhà in, ở các cái nhà xuất bản, thì có một chương trình tiếp theo bắt đầu lại vào Việt Nam và lại được tiếp tục đón nhận, và gần như sau đó thì nó chiếm hết tất cả cái thị phần của Ventura. Đấy là chương trình PageMaker. Thực ra PageMaker thì nó là một cái chương trình của bọn Andus, nhưng mà sau đấy thì hãng Adobe thì mua lại cái sản phẩm đó và đóng dấu cho cái sản phẩm PageMaker đó, và được gọi là Adobe PageMaker. Thì Adobe PageMaker thì nó chuyên hơn, nó có nhiều điểm mà vượt trội hơn so với Corel Ventura, và do đó thì gần như là nó chiếm toàn bộ cái thị phần ở Việt Nam. Ventura thì hầu như là không tồn tại nổi nữa. Thế thì PageMaker cũng tung hoành được một thời gian thì lại gặp một cái đối thủ khác là thằng Quark Express. Nó vào sau một chút nhưng mà nó lại tiếp tục lại đánh bại tiếp PageMaker để chiếm thị phần.
Có những cái thời điểm thì ở Việt Nam có thể thống kê ra là PageMaker nó thu lại ở một vài cái tòa soạn ở một vài nơi nào đó, và con số nó chỉ còn chiếm độ khoảng 5% thị phần của cái môi trường xuất bản layout đó thôi. Thực ra thì hãng Adobe là một hãng rất mạnh, chúng ta đã học qua một vài chương trình thì chắc là chúng ta cũng biết được cái sức mạnh của nó, nhưng mà vào thời điểm đấy thì nó chưa phải là con khủng long như bây giờ, nó cũng vẫn còn đang trên con đường định hình và nó vẫn còn đang dàn sức ra rất là nhiều mặt trận khác nhau để mà nó thâu tóm phát triển thị trường. Và cùng cái thời điểm đó thì Adobe vẫn còn đang loay hoay trong cái cuộc chiến là dành cho những cái chương trình mà làm web, thiết kế web trên môi trường web. Thì Adobe lúc đó thì đang dồn sức cho những cái sản phẩm của cái môi trường web đó, như là Vesmin hoặc là GoLive gì đó, họ đang cố gắng là dồn sức cho nó. Do đó thì họ buông lơi cái cuộc chiến của cái mảng layout, mảng in ấn này. Và khi mà thằng Quark Express nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phát triển và triển khai cái chương trình dàn trang của Quark đó, thì nó có những điểm xuất sắc hơn là cái chuyện đương nhiên, trong khi thằng kia nó tăng sức ra, nó làm việc với rất nhiều các cái mảng thiết kế khác nhau, từ làm phim kỹ xảo rồi thì 2D thì nó sẽ có những cái chương trình rất là xuất sắc là Photoshop và Illustrator rồi đấy, thì nó còn đang mắc vào cả cái mảng làm phim lẫn cái mảng web. Mảng làm phim thì nó tốt hơn, nó khẳng định được cái chỗ đứng của nó tốt hơn, nhưng mà web thì nó đang căng sức ra nó chiến và cũng chưa ngã ngũ, do đó thì nó buộc cho tới phiên bản 7.0 là phiên bản cuối cùng của PageMaker thì họ quyết định là dừng, họ không phát triển thêm cái chương trình đó nữa, không quyết đấu với thằng Quark nữa, và coi như là ai dùng thì dùng, không dùng thì thôi. Họ vẫn hỗ trợ người dùng nhưng mà không phát triển thêm phiên bản mới nữa. Thế thì đến đến khi mà họ đi đến một cái quyết định rất là lớn, đó là họ thâu tóm hãng Macromedia. Lúc đấy là một hãng cực kỳ mạnh về làm multimedia và làm web đấy, với các sản phẩm rất là nổi tiếng như là Flash hoặc là Dreamweaver hoặc là Director đấy. Thì sau khi mà hãng Adobe mà mua lại được hãng Macromedia và họ tích hợp tất cả những cái sản phẩm rất là nổi tiếng của hãng Macromedia dưới cái thương hiệu Adobe, bây giờ chúng ta quen gọi là Adobe Flash hay là Adobe Dreamweaver vân vân, thì lúc đó họ ngã ngũ thêm được cái mảng thiết kế trên website, thì họ lại quay trở lại với lại cái mảng layout. Thế thì lúc đó thì địa vị của Quark thì gần như là ông vua rồi, không phải bàn cãi đấy, và họ đi tới một cái vấn đề là có nên phục hồi, có nên phát triển tiếp thằng PageMaker hay không, để lại tiếp tục đấu với Quark hay không, hay là xây dựng một cái chương trình khác để mà tham gia cái cuộc đấu đó. Thì sau khi mà tính toán thì họ không tiếp tục phát triển PageMaker thêm các phiên bản nữa, mà họ quyết định ra một chương trình mới là InDesign. Thực ra gọi là mới thì cũng không hẳn. Tại vì nếu mà nhận nhận xét cho đúng thì PageMaker là một chương trình cũng rất là tốt, cũng gần như là hoàn hảo chứ không phải là không. Tuy nhiên là nó ra đời vào cái thời điểm như tôi vừa mới nói là nó còn đang mắc vào cuộc chiến ở những cái mặt khác, cho nên nó được đầu tư nó không được đầy đủ. Nhưng mà nền tảng của nó thì tuyệt đối là một cái nền tảng tốt. Thế và họ đã đi đến một quyết định là cho khai sinh ra InDesign. Nhưng mà thực ra không không hẳn nó là một chương trình mới, mà chúng ta có thể hình dung ra nó là một cái chương trình dạng renew, được làm mới lại dưới một cái tên khác. Căn bản thì nền tảng nó vẫn có vẻ như là dùng lại cái nền tảng, cái tư duy gốc của thằng PageMaker. Tuy nhiên là tất cả những cái gì mà PageMaker xưa nay mà nó chưa được tốt thì họ cũng đã tìm cách khắc phục tất cả những cái điểm đó. Họ học tất cả những cái gì mà mạnh nhất hay nhất của thằng Quark, bổ sung thêm vào cho cái chương trình đó. Và cuối cùng là một cái chiêu mà có lẽ là đấy mới là cái chiêu mà làm cho người dùng đi đến quyết định là quay sang sử dụng InDesign, đó là họ tích hợp
rất là nhiều các cái khả năng mà vốn nó thuộc về Photoshop và Illustrator vào trong cái môi trường InDesign. Đấy mới là cái đòn sát thủ để mà giành lại khách hàng từ tay thằng quắc. Thế các bạn, chúng ta lại nói thêm một chút như thế này. Tại sao nó lại đấy lại là cái đòn sát thủ đối với lại người dùng? Vì thực ra thì InDesign này chúng ta cũng phải xem lại nó là một cái chương trình như thế nào. Shop thì nó có tính chất chính xác nhất của nó thì nó là editing, tức là về căn bản chúng ta có một cái ảnh gì đó hoặc nhiều cái ảnh gì đó, và trên cơ sở cái tài liệu đã có đó thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra, chúng ta chỉnh sửa, cắt ghép, chúng ta làm mới nó, nhưng mà trên tinh thần là có một cái gì đó để mà chúng ta làm cho nó, thì nó mang tính chất nó nặng nhất là cái tính chất editing, tức là hiệu chỉnh, chỉnh sửa trên cái đã có đó. Illustrator chẳng hạn thì nó là, hoặc là Corel thì nó là một cái tính chất creating, tức là tôi sẽ mở ra một tài liệu mới trắng tinh, và bây giờ tôi từ một ý tưởng tôi bắt đầu sáng tạo, tôi bắt đầu vẽ ra, tôi bắt đầu tạo ra một cái gì đó, ví dụ như sáng tạo một cái logo, ví dụ như thiết kế một cái tab visit hay là một cái poster hay cái gì gì đó vân vân, thì đấy là cái việc của đằng kia. Thế thì cái chương trình layout này, họ nhà layout này thì nó làm cái gì? Thực chất nó nói một cách cực đoan thì nó chả làm cái gì cả. Đấy, nó chỉ là một môi trường, nó là một môi trường dành cho những cái bán thành phẩm từ những chương trình khác thôi. Ví dụ như là một cái ấn phẩm thì các bạn thấy trong đó nó có cái gì nào? Nó có chữ để đọc này, đúng không? Có ảnh để xem và có hình minh họa. Thế thì những cái đó thì nó có làm ở trong InDesign hay không? Thì không. Hoặc là các chương trình thiết kế khác hay không thì cũng không. Chữ thì thường là người ta lấy từ Word để đưa vào, người ta gõ từ Word. Ảnh thì người ta chỉnh sửa ở trong Photoshop rồi, đúng không? Hình minh họa có thể người ta vẽ ở trong Illustrator, vẽ ở trong Freehand, vẽ ở trong Corel Draw, rồi sau đó thì người ta nhập vào. Thế thì nhiệm vụ của cái chương trình layout nó là sắp xếp, xử lý tất cả những cái dạng bán thành phẩm đó để làm thành một ấn phẩm hoàn chỉnh. Thế nhưng mà các bạn biết là như thế là nó lấy tài liệu từ bên ngoài. Và một khi mà xuất hiện một cái nhu cầu nào đó mà cần phải thêm một cái hiệu ứng nào đó, thì thường là chúng ta dù là làm ở chương trình PageMaker hay là làm ở chương trình Quark Express chẳng hạn, thì chúng ta đều lại phải quay ra, lại phải gọi thằng Illustrator, lại phải gọi thằng Corel hay là gọi thằng Photoshop để mà thực hiện cái hiệu ứng đó, sau đó chúng ta lại nhập lại. Như thế tức là trong quá trình làm việc chúng ta vẫn phải luôn luôn kết nối, chúng ta vẫn phải luôn luôn là xử lý mọi thứ, dù là nó rất là đơn giản thôi thì vẫn phải gọi cái chương trình kèm theo. Thế nhưng mà khi mà hãng Adobe ra thằng InDesign thì họ đã quyết định là tích hợp một số những cái hiệu ứng mà trước nay nếu muốn làm là tôi phải gọi cái chương trình bên ngoài, thì bây giờ là người dùng InDesign có thể thực hiện những cái thứ đó ngay trong môi trường InDesign mà không nhất thiết là phải gọi chương trình thứ ba. Đấy, thì đấy chính là một cái lợi thế, và một lợi thế cực kỳ lớn là vì là trên cái phương diện là thiết kế 2D thì Photoshop và Illustrator của Adobe đó thì nó cũng đã chiếm một cái thị phần rất là lớn và người dùng rất là quen thuộc nó rồi. Do đó thì thứ nhất là một khi mà bạn đã biết được một chương trình nào đó ở trong họ Adobe thì cái việc làm quen với InDesign rất là dễ, cũng không mất quá nhiều thời giờ. Thứ hai là cái độ giống nhau trong một số công cụ và trong cái trình bày các thứ, trong cái tư duy làm việc thì nó cũng đã tương đối giống nhau, đến 10 phần thì nó cũng giống đến 4 năm, cho nên là họ cũng sẽ tiếp thu tương đối là dễ dàng những cái thao tác và những cái tư duy làm việc ở trong cái nền tảng này. Nhưng điều quan trọng nhất như tôi nói đây là nó cũng đã cố gắng tích hợp tất cả những cái gì tốt nhất của đối thủ vào trong nó, sửa chữa tất cả những cái gì mà người dùng kêu ca, và nó giúp cho người làm có thể trong một trường mực nhất định là hoàn toàn có thể làm việc ở trên cái môi trường này mà không cần phải gọi tới cái chương trình bên ngoài, nếu như cái việc đó không phải là cái vấn đề quá phức tạp. Thì rõ ràng đấy là cái sự khác biệt rất là lớn.
tại vì Quark là một hạng khác cho nên nó không thể tích hợp sẵn những cái thứ đó vào được. Đấy, và người dùng dù muốn hay không thì họ vẫn phải gọi thêm Photoshop, gọi thêm InDesign, gọi thêm Illustrator trong cái quá trình mà họ làm. Nhưng đối với người làm InDesign là không, họ có thể chỉ cần một chương trình InDesign họ đã làm được những cái thứ mà ở bên Quark họ phải gọi thêm chương trình. Thì đấy là cái tiện lợi rất là lớn. Ngoài những cái chuyện là tiện ra thì chúng ta cũng biết là nếu như mà nó ở nước ngoài ấy, các vấn đề về mặt bản quyền nó là một cái gì đó nó cũng được được bảo vệ rất là chặt. Và nếu như ông có muốn làm thêm cái gì đó ở các cái phần mềm khác, có nghĩa là ông phải mua. Nó không giống như Việt Nam chúng ta thì cứ chạy ra mấy nghìn cái đĩa là xong, đúng không? Hoặc là crack. Thì chúng ta không nhìn, chúng ta nhìn ở góc độ Việt Nam thì chúng ta cũng không hiểu lắm về vấn đề đó. Nhưng mà rõ ràng rằng là nếu như ở một cái quốc gia nào đó mà họ làm chặt về bản quyền thì cái việc mà phải thêm một chương trình để tạo ra một cái gì đó nó sẽ phải bỏ ra chi phí để có được cái chương trình như thế. Thì đấy là một cái mà InDesign nó thắng đó. Nếu không quá phức tạp hoàn toàn nó có thể làm trong InDesign. Thế và khi mà InDesign nó ra một cái thì lập tức là được mọi người đón nhận rất là nhanh, và đã sau một thời gian rất là ngắn thì dần dần cái thị phần nó lại quay trở lại với lại người dùng InDesign, và Quark bắt đầu lại thu hẹp lại. Nó không chết hẳn, tại vì thực ra thì Quark cũng có những cái điều ưu việt, rất ưu việt của nó, nhưng mà sự tiện lợi thì nó không bằng được nữa rồi, cho nên là thị phần nó bị thu hẹp lại. Và cho đến bây giờ thì có thể khẳng định luôn cái vai trò thống soái của InDesign ở trong cái mạng mà thiết kế in ấn xuất bản. Đấy, và đấy là lý do tại sao mà chúng ta lại làm việc với chương trình InDesign chứ không phải là chọn Quark Express là vì thế.